Thưa quý vị, liên quan đến việc triển khai thu phí dự án điện tử không dừng ETC trên các tuyến cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC đầu tư quản lý, thì lãnh đạo VEC cũng cho biết đơn vị đang tập trung tối đa nguồn lực vật lực để triển khai vào dự án này. Cụ thể, lãnh đạo VEC cho hay, hiện Tổng Công ty cũng đã báo cáo cấp có thẩm quyền xin hướng dẫn về trình tự thủ tục. Tổng Công ty cũng đã xây dựng kế hoạch thuê dịch vụ ETC và chuẩn bị các thủ tục đấu thầu để tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ ETC cho các tuyến cao tốc VEC. Dự kiến thời gian thực hiện các công việc này chậm nhất cũng phải hết tháng 6 năm 2022 mới hoàn thành. Sau khi có kết quả đấu thầu được chọn nhà cung cấp dịch vụ ETC, công đoạn triển khai lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí cũng sẽ được đẩy nhanh. Dự kiến hết tháng 9 năm 2022, VEC mới có thể hoàn thành việc lắp đặt để triển khai thu phí ETC trên các tuyến cao tốc của VEC. Công an tỉnh Đồng Nai vừa thông tin về việc phát hiện được hàng tấn chất thải nguy hại tại xí nghiệp đèn ống, công ty cổ phần bóng điện Điện Quang, thành phố Biên Hòa. Sau khi lực lượng chức năng bắt quả tang, doanh nghiệp này đã đổ chất thải công nghiệp chưa qua xử lý ra môi trường. Cụ thể, trong các ngày 22 và 23 tháng 4, lực lượng chức năng đã tiến hành khai quật các đơn vị bên trong đơn vị này và phát hiện được 42 tấn chất thải nguy hại. Trong đó, tại hầm bê tông bên trong xí nghiệp có gần 15 tấn, khu vực ngoài sân là hơn 27 tấn. Số chất thải được phát hiện này bao gồm miếng thủy tinh nhiễm chất thải nguy hại và nước thải từ quá trình xay nghiền bóng đèn thải. Theo cơ quan chức năng, trong vỏ bóng đèn thải có chứa thủy ngân và lưu huỳnh nên độc hại nếu không được xử lý theo đúng quy định. Bước đầu thì qua test nhanh nước thải, cơ quan chức năng đã xác định độ pH vượt 7 lần cho phép. Toàn bộ số chất thải này được lực lượng chức năng và xí nghiệp đèn ống thống nhất giao cho một đơn vị có chức năng xử lý chất thải theo quy định. Bắt đầu từ ngày 25 tháng 4, ngày 13 trên 13 địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trước đó, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 4, tỉnh Quảng Ninh cũng đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1, đợt 1 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tại 6 địa phương, bao gồm Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Quảng Yên, Đông Triều và Móng Cái. Đối tượng được tiêm chủng đợt 1 là học sinh lớp 5-6 tại các trường trung học cơ sở, tiểu học và các học sinh trong độ tuổi tương đương với học sinh lớp 5-6 thế nhưng không đi học. Và đến nay thì 6 địa phương cũng đã tiêm cho 9.801 học sinh lớp 5-6. Tính đến thời điểm hiện tại thì đã ghi nhận 179 trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm chủng. Đau tại chỗ tiêm, đau đầu, đau mỏi cơ, bồn chồn và sốt. Tất cả các trường hợp đều được tư vấn và hướng dẫn xử trí kịp thời, thế nên sức khỏe đều ổn định. Không ghi nhận trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng. Từ 8 giờ ngày 25 tháng 4, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cũng sẽ chính thức mở bán vé tàu thống nhất phục vụ hành khách đi lại trong đợt cao điểm vận tải hè năm 2022 từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 21 tháng 8. Theo đó, đường sắt chạy lại đôi tàu khách thống nhất SE1, SE2 và kéo dài hành trình Hà Nội-Sài Gòn như là cũ đối với đôi tàu SE3, SE4. Trước đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 diễn biến phức tạp sau Tết, nhu cầu đi lại của hành khách cũng sụt giảm mạnh. Đường sắt tạm ngừng chạy đôi tàu SE1, SE2, rút ngắn hành trình đôi tàu SE3, SE4 chỉ chạy giữa Đà Nẵng và Sài Gòn. Ngành đường sắt cũng mở bán 4 đôi tàu khách thống nhất chạy hàng ngày trên tuyến Bắc Nam bao gồm SE1, SE2, SE3, SE4, SE5, SE6, SE7 và SE8. Đồng thời tổ chức các mác tàu khu đoạn như là NA1, NA2, SE35, SE36 giữa Hà Nội đi Vinh, QB1, QB2 giữa Hà Nội đi Đồng Hới, SE17, SE18 giữa Hà Nội đi Huế. Và hiện nay thì đường sắt vẫn đang bán vé tàu phục vụ hành khách đi lại trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Ngoài các đôi tàu đã lập trước đây gần như là kín chỗ thì đường sắt mới đây cũng đã lập thêm nhiều mác tàu trên tuyến Hà Nội đi Nha Trang và Hà Nội đi Hải Phòng. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thành phố Hà Nội cho biết từ ngày 28 tháng 4, cảng này đã áp dụng biện pháp tăng cường an ninh cấp độ 1 để phục vụ cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 qua sân bay quốc tế Nội Bài. Theo đó, tại sân bay Nội Bài vận hành tối đa 22 trên 22 máy soi trước mỗi khung giờ cao điểm 1 giờ để đảm bảo lưu thông nhanh nhất, mở tất cả các cửa xuất vé, làn ra trong các khung giờ, bố trí tăng cường lực lượng an ninh phối hợp với đồn công an Nội Bài điều tiết phương tiện, phân làn giao thông, tạo luồng giao thông thông thoáng cho hành khách. Dự kiến trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, sản lượng bay tại sân bay quốc tế Nội Bài đạt trên 500 lượt chuyến, sấp xỉ 80.000 hành khách.
Kết quả kiểm 95% phiếu bầu tối ngày 24 tháng 4 theo giờ địa phương, tương đương với rạng sáng ngày 25 tháng 4 theo giờ Hà Nội, cho thấy Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai với 57% số phiếu so với 43% phiếu cho đối thủ cực hữu, đó là Marine Le Pen. Chiến thắng đã giúp ông Macron trở thành Tổng thống Pháp đầu tiên đảm nhận nhiệm kỳ thứ hai sau 20 năm. Ngay sau khi các kết quả nói trên được công bố, Tổng thống Macron cũng đã có bài phát biểu dưới chân tháp Eiffel trước những người ủng hộ. Tổng thống Macron nhấn mạnh ông không phải là ứng cử viên của một phe phái nào mà là Tổng thống của tất cả mọi người, khẳng định sẽ không ai bị bỏ lại phía sau trong nhiệm kỳ 5 năm tới của ông. Và về phần mình thì nhà lãnh đạo đảng cực hữu của Pháp, đó là bà Le Pen, cũng đã thừa nhận những thất bại. Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu cùng nhiều nhà lãnh đạo đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Pháp Macron sau khi ông tái đắc cử. Vào ngày 24 tháng 4, điều phối viên chuyên trách tình hình Ukraine của Liên Hợp Quốc, đó là Armin Albert, cũng đã kêu gọi các bên ngay lập tức ngừng giao tranh tại Mariupol để cho phép thực hiện việc sơ tán dân thường trong thành phố. Trong thông báo mới, thì đại diện Liên Hợp Quốc cho hay khoảng 100.000 người dân, có cả phụ nữ, trẻ em và người già vẫn đang bị mắc kẹt ở Mariupol. Do đó, các bên cần tạm dừng giao tranh ngay lập tức để sơ tán những người này một cách an toàn ngay trong ngày 24 tháng 4 hoặc là muộn nhất vào ngày 25 tháng 4. Trước đó, thì Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng đã kêu gọi các bên ngừng giao tranh nhân ngày lễ phục sinh chính thống giáo vào ngày 24 tháng 4. Ít nhất 6 người thiệt mạng trong khi gần 50 người khác được giải cứu khi thuyền chở người di cư bị lật ngoài khơi Liban trong thảm kịch mới nhất liên quan đến người di cư ở quốc gia đang chìm trong khủng hoảng này. Theo truyền thông Liban, con tàu này gặp nạn vào tối ngày 23 tháng 4 ở gần thành phố cảng Tripoli, điểm xuất phát của ngày càng nhiều người tìm cách vượt biên bằng đường biển. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc thì ít nhất hơn 1.500 người, trong đó có 186 người Liban cũng đã vượt biên trái phép bằng đường biển trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2021. Đa số hy vọng đến được đảo Síp, một thành viên của Liên minh châu Âu, cách Liban gần 175 km. Vào ngày 24 tháng 4, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc tiếp tục báo cáo 39 ca tử vong do Covid-19. Đây là ngày mà thành phố này thông báo số ca tử vong nhiều nhất trong đợt dịch mới, cao gấp 3 lần, một ngày trước đó là 12 ca. 39 ca tử vong mới có độ tuổi trung bình là 78,7 và đều có bệnh nền và chưa tiêm vaccine. Hiện số ca bệnh nặng tại Thượng Hải vẫn có chiều hướng gia tăng, khiến cho tình hình mở cửa của thành phố vấp phải trở ngại. Trước tình hình đó, thì giới chức y tế cũng cho hay sẽ nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19 thể nặng để giảm tỷ lệ tử vong trong đợt bùng phát dịch bệnh lần này. Theo đó, thì tổng cộng có 9 đội ngũ y tế chuyên điều trị các ca bệnh nặng cũng đã được điều động bổ sung cho 8 bệnh viện được điều trị COVID-19. Các nhóm này bao gồm 360 chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc và điều trị tích cực. Trung tâm xử lý tình hình dịch COVID-19 của chính phủ Thái Lan cho biết 12 trên 77 tỉnh thành của quốc gia Đông Nam Á này có thể sẽ sớm tuyên bố COVID-19 là một bệnh đặc hữu trước thời hạn đặt ra để chấm dứt đại dịch COVID-19 trên toàn quốc vào tháng 7. Theo quy định, các tỉnh ở Thái Lan cũng sẽ chuyển sang giai đoạn COVID-19 là bệnh đặc hữu khi mà tỷ lệ tử vong giảm xuống 0,1% các ca nhiễm trong 2 tuần liên tiếp. Trung tâm xử lý tình hình dịch COVID-19 của Thái Lan cũng đã thông qua lộ trình 3 điểm để chuyển đổi COVID-19 sang bệnh đặc hữu. Đó là công chúng tiếp cận điều trị dễ dàng, hiệu quả với tỷ lệ tử vong thấp hơn 0,1%, hơn 60% dân số được tiêm nhắc lại và xây dựng nhận thức của cộng đồng về cách chuyển COVID-19 từ đại dịch sang một bệnh đặc hữu là một cách an toàn. Việc xét nghiệm hàng ngày và tiêm chủng cũng phải được tăng cường để có thể tuyên bố COVID-19 là một bệnh đặc hữu vào tháng 7. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 9 giờ sáng của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.